lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rồi bất ngờ một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lô xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mới ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Đào ơi, Thi ơi, Đào ơi, Thi ơi. Tất cả chỉ là một giấc mơ, không có đứa con từ trên trời nào rơi xuống hết. What? Mình tự do rồi. Ôi, ơi, khỏe quá. Không có đứa con từ trên trời nào rơi xuống hết. Cái gì mà mơ vậy ba Tùng? Hả? Ủa Đào Đào, con không đi hả? Đi đâu ba? Con là con của ba, ba ở đâu thì con phải ở đó chứ. Con có chết cũng phải đi theo ba nữa. Hôm nay con đi chợ nè, nhiều món lắm. Ba muốn ăn cái gì không? Con xào cho ba ăn nha. Trời ơi, nói chuyện giống như sắp ăn thịt tôi vậy trời. Chú. Ủa? Ủa Việt Thi? Chị Vi đâu con? Vì chú mà chị Vi đã bỏ nhà ra đi. Vì chú mà căn nhà này xáo trộn. Tất cả đều phải rời khỏi căn nhà này. Đúng. Không việc gì phải ở lại đây hết. Trời ơi, bây giờ bình tĩnh đi. Giúp tôi đi kiếm chị Vi về được hay không? Không kiếm. Nếu chú muốn, chú tự đi mà kiếm. Mời ông đi ra khỏi đây. Ủa, không phải là tụi mình cùng nhau đi kiếm chị Vi hả? Không. Mời ra, mời ra, mời ra, mời ra, mời ra, mời ra. Trời, làm gì có chuyện mà con đuổi cha mình như vậy? Không. Không, 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 không thể như vậy được. Không, không, có cái gì ầm ĩ ở đây, khách người ta chạy hết rồi kìa, cậu làm gì đấy? Anh Dượng, sao chữa người ta nhìn thấy bây giờ? Anh Dượng, chuyện không phải như vậy đúng không anh Dượng? Đây này người ta nhìn thấy bây giờ, trời ơi, người ta nhìn thấy. Còn tổng có chuyện gì? Ý tôi nói là chuyện không phải như vậy đúng không anh Dượng? Anh nghĩ cách gì đó giúp tôi được không anh Dượng? Nhưng mà chuyện gì? Điều tra sự thật. Sự thật nào? Thích thì tự đi kiểm tra đi, hỏi gì tôi? Ờ hả? Phải đi kiểm tra. Phải đi kiểm tra. Thì lắm anh Dượng ơi, cảm ơn anh Dượng nhiều lắm nha. Thương anh quá anh Dượng ơi. Phải đi kiểm tra. Kiểm tra này bị điên rồi. Điên. Hết cả khách. Oh. Cái gì để rơi đây này? Nào giờ làm lính không mà tự nhiên đụng làm chủ là mình phải chúc mừng nó. Chúc cái gì mà chúc, mừng cái gì mà mừng. Mày biết nó sang tiệm nào không? I don't know. Tiệm Royal của thằng Khanh đó, trời à trời. What? Trời ơi, ơi. Mắt cũng không giống. Mũi không giống. Trời ơi, cái miệng tôi đẹp quá trời, cái miệng nó nhìn kỳ chết. Đó, mày nhận cái tiệm đó một cái là tóc con không lại càng không luôn á. Giống cái chỗ nào vậy trời. Rồi trời. Gì mà kéo nguyên băng đảng vô đây luôn vậy? Chuyện gì vậy? Gì vậy tụi con? Nè. Đào Đào. Đâu vậy? Tiệm này không có rảnh đâu mà tiếp mấy người nha. Nghe bà hỏi nè. Nhưng mà mấy đứa này đâu ra? Mẹ con tên gì? Ủa, con nói với ba rồi mà. Hả? Mẹ con tên Trang. Trang thì có nhiều Trang lắm. Trời ơi, nước Việt Nam này mấy triệu người tên Trang. Nghĩa Trang nè, Nha Trang nè, Việt Trang nè, tùm lum Trang hết chứ bộ. Thời Trang nữa. Rốt cuộc là ba vẫn không tin con là con của ba chứ gì? Thì không phải đâu Đào Đào ơi. Con phải đặt con vào vị trí của ba đi. Tự nhiên có một đứa từ trên trời rơi xuống vô nhà vậy để nhận làm ba. Phải hoang mang chứ. Mà ba bị hai đứa rồi chứ không phải một đứa đâu. Không có trong hoàn cảnh người ta, không có thông cảm gì hết. Cũng nhận nhưng mà phải cho người ta phục chứ. Khó ừ. Chú. 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 Gì vậy? Chú định chừng nào mới rước chị Vi về vậy? Trời ơi, thôi từ từ đi con ơi, cái chuyện nó gác lại đi. Tùm lum tùm la chuyện hết nè.
thì ít ra chú phải làm rõ con nhỏ đó để cho chị Vi một câu trả lời chứ. Đúng rồi, phải cho Vi một câu trả lời. Con rảnh không? Chị vậy chú? Giúp chú một chuyện. Chú Tùng ơi! Chú Tùng! Chú Tùng buông ra! Mày làm cái gì vậy? Đâu? Này. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cho chú xin một cọng thôi! Chỉ một cọng! À không không! Một nhúm đi cho chắc ăn! Chứ một cọng không được! Đây đây đây! Cái gì? Đây! Gần được rồi! Có gần được rồi! Ba định lột da đầu có luôn hả? Không phải lột da đầu! Nhưng mà cho ba xin một nhúm tóc ba đi kiểm tra đi! Rồi sau khi kiểm tra con muốn cái gì cũng được hết! Không! Con cho ba cầm tóc nợ đó. Con quý tóc hơn cái gì trên đời này nữa mà. Ba có quý tóc của ba không? Quý chứ con. Khi mình mất tất cả rồi mình mới trân trọng nó chứ. Vậy sao ba rồi lấy tóc của con? Nhưng mà chuyện của con là chuyện khác. Diệp Thi, vô. Đứng im đi Đào Đào. Đứng im đi. Đừng nhúc nhích. Bảo hành trẻ con này làm gì vậy? Trời ơi. Chết tôi rồi. Làm gì đó. Đây chị xem. Có oan ức gì đâu, cậu ta đánh bọn trẻ con, hành hung tôi, xô tôi ngã đập đầu vào đây này, sưng hết cả đầu luôn rồi này. May mà không vỡ kính, vừa nãy còn ra quán tôi nói năng lảm nhảm nữa. Đúng là đủ điên, thế mà làm ba làm bố được à? Anh cứ bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Chuyện đâu còn có đó mà. Đào Đào, bây giờ con nói đi, rốt cuộc á thì ba Tùng có hành hung con không? Dạ, thực ra thì ba Tùng có nhờ Việt Thi nắm tóc à. Ôi giời ơi đấy, oan ức gì? Chúng ta hành hung con bé này nhá, nắm tóc nó, một tay kia thì xô tôi ngã, đập đầu vào cái thành ghế này này. Ủa Đào Đào, vậy con có sao không? Con có bị thương ở chỗ nào không? Dạ con. Anh đúng là quá đáng lắm mà, trẻ con anh còn bạo hành vậy đó. Thôi là tụi tôi tới kịp thời, còn thôi là anh bạo hành tụi nó tới cỡ nào nữa. Cho con có ý kiến. Cái cô ơi, thật ra chú Tùng không có bạo hành tụi con. Chú Tùng chỉ muốn xác nhận Đào Đào có phải là con ruột của chú không thôi. Đào Đào, sao trước mặt mọi người bà lại đi tố cáo chú Tùng như vậy? Thôi bà... con, thôi. Ở đây có khách mà. Anh Tùng, anh còn muốn nói gì nữa không? Thật sự bây giờ tôi không biết nói gì nữa. Mọi người muốn chửi, muốn mắng, muốn làm gì tôi nghe hết. Thậm chí giờ bắt nhốt tôi luôn cũng được nữa. Tôi chấp nhận hết. Được, vậy thì tôi mời anh về trụ sở với tôi. Chú Tùng. Còn Đào Đào, tạm thời á thì vài hôm nữa con sẽ được đưa về trung tâm bảo trợ trẻ em. Dạ, là cái chỗ cho mấy đứa lang thang cơ nhỡ hả cô? Vậy mà anh Tùng đi theo tôi về. Chú Tùng, chú Tùng, chú Tùng. Không biết chú Tùng có sao không nữa. Sao răng gì, nhẹ thì khoan hồng, nặng thì đi tù. Đúng là cái đồ sao quả tạ. Đi đến đâu gieo rắc rắc rối tới đó. Vừa lòng rồi chưa? Chú Tùng, ba có sao không ba? Sao chăng gì nữa,
bà không phải là con của chú Tùng. Vậy con là con của ai? Mẹ cũng không nhận con, ba cũng không nhận con luôn. Rốt cuộc con phải làm sao thì ba mới tin? Con quý tất hơn thứ gì trên đời này. Nhưng nếu á làm như thế này mà ba tin á thì ba cầm đây nè. Ba xin lỗi con vì ba ích kỷ quá. Ba không tin con. Thôi Đào Đào đừng giận ba nữa nha. Nhưng mà ba sẽ bắt vì tội bạo hành trẻ em. Còn con thì phải vô nhà tình thương. Ai nói với con vậy? Thì rõ ràng cái cô cán bộ đó dẫn chú đi chứ bộ. Chuyện hồi chiều đó hả? Tại vì chú thấy ông Dưỡng ông làm quá, cho nên chú mới nhờ cái cô hội trưởng hội phụ nữ làm quá hơn để ông Dưỡng im. Vậy là con không phải đi nữa đúng không ba? Con không đi đâu hết á, con ở đây với ba. Ba xin lỗi nha, đừng giận ba. Nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.